Cảm ơn các bạn. Và bây giờ là mình sẽ đi tham quan nha. Làng Cù Lần nha các bạn. Đó, và tụi mình sẽ đi bằng xe Jeep nha, để người ta chở xuống ngay cái trung tâm á để mình tham quan ha. Cậu lập chiến cái ý xe mình ráng lên đặt cho mà để cho đã lên bò. Lên 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 l
từ đâu? Dạ, ở đây là trung tâm thông quan nhận khi nào về xe đóng cái này. Xe này ghê thiệt. Không mà vậy cho mình biết. Ghê thiệt. Xe Jeep lần đầu tiên được ngồi. Bịch. Có nghe nhạc núi rừng nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi tham quan xung quanh cái khung cảnh này xíu nha các bạn. Nhìn rất là đẹp ha. Ở đây đúng là ở trung tâm của cái rừng luôn á các bạn. Thì xung quanh được bao phủ bằng những cái đồi cây thông ha. Ở đây nó giống như là một cái thung lũng ha các bạn. Ở xung quanh là những cái đồi rất là cao ha. Nếu mà đi bộ mình cũng không biết là đi bộ chỗ nào xuống nữa. Cồng chiêng Tây Nguyên. Rồi sẽ cho một bức ảnh ở đây ha. Ở đây nó có cái quán nước ở trên các bạn. Nó cái quán nước ở phía trên ha. Thì tí mình sẽ lên trên đó để mình xem ha. Cảm giác rất là tuyệt vời các bạn. Nhưng nói chung thì nhìn nó cũng, nếu mà dạng đi mình thấy nó cũng hơi nguy hiểm một xíu ha. Ở đây có một cái quán kem rất là xinh xắn các bạn. Cô chủ thì mới quét cái quét đống rác và ở đây nha, có một cái nhóm lửa ở đây ha, nhìn rất là xinh xắn dễ thương ha. Bây giờ trời bắt đầu trong xanh rồi các bạn. Lúc sáng mình đi nó hơi mù á, nhưng mà mình nghĩ là chắc hơi chút nữa nó sẽ có mưa ha. Đó, đống lửa giữa núi rừng Tây Nguyên. Và bây giờ mình lên một cái quán bánh kem ha. Bánh kem này người ta bán cũng nhiều thứ ha. Đó, rất là đẹp các bạn. Đây, rồi mình sẽ bắt đầu vô nha. Hội quán Cù Lần ha. Hội quán Cù Lần. Rồi, mình vào nha. Ồ, cái chỗ này là cái khu du lịch luôn hay là của người ta ở vậy? Ở cái khu này này. Khu du lịch á chị. Khu du lịch xung quanh thì mới có là. Dạ. Mà xa lắm chị, cỡ tầm 2-3 cây á. Dạ. Ủa cái này là mình xa không ta? Nguyên khu này là nội trong khu này hay là đi từ cái này phía này hả? Không biết nó xa luôn đó. Ha. Ý là cái chỗ mình du lịch á là nó chỉ xung quanh chỗ này thôi hả? Dạ. Là trên đây. Dạ, cả trên đây. Trên đây dạ. Là khu vui chơi với chỗ ăn đấy chị. Dạ. Còn đường về là trên đây. Đường về như thế. Ê, chị em quay đi. Vẽ hả chị? Chị quay lại. Dạ. Đây người ta sẽ bán những cái quà lưu niệm các bạn. Đây. Bán quần áo các loại ha. Rồi nước uống, rồi đây là những cái gùi nè các bạn, cái gùi cái này là như cho những cái người dân tộc các bạn. Đó, giống như là một cái bếp lửa ha. Rồi ở đây là những cái đây. Thì hồi mình vô đây á, mình cảm thấy cái đường đi rất là xa các bạn, với lại nó hơi vắng người á,
với lại chắc ta cứ ở đây vùng sâu vùng xa cho nên các bạn đi cảm thấy nó cũng hơi ngại đi ha, mình biến á. Nhưng mà vào đây rồi thì mình cảm thấy rất là có nhiều điều rất là thú vị ha các bạn. Đây, đây là những khăn thổ cẩm thì nó theo cái văn hóa của Tây Nguyên các bạn. Đó, rồi những cái áo nè ha. Áo này là cũng theo cái phong cách của Tây Nguyên hết các bạn. Thì ở đây là cái làng Cù Lần nha. Ở trong đây thì người ta sẽ làm một cái nhà sàn mà dạng cách tân thì nó sẽ lót gạch ha. Đó, nó dạng ở đây là chuyện khu du lịch. Còn những cái nhà dạng như cái bản á thì nó sẽ ở xung quanh đây nhưng mà cũng hơi xa ha. Rồi, cảm ơn nha. Dạ. Kiểu thơ, cái cầu rất là dễ thương các bạn. À, con bé đó đang đi kìa. Nó rất là dễ thương hả? Ở đây là một cái cũng không biết là cái gì nữa, nhưng mà cái này chắc là cũng là biểu tượng của cái người thổ dân đây các bạn. À đây, mình sẽ đưa lên cao cho các bạn cùng xem ha. Đó, thì nó được dựng ở giữa sơn nè, nó rất là đẹp ha. Đó, đó, ở đây cũng có một đống lửa nữa. Có thể đây là một cái ở đây á, cảm giác rất là lạnh các bạn, tại vì xung quanh á nó sẽ có rất là nhiều cây, rồi thời tiết cũng hơi ẩm nữa. Thì cho các bạn xem cái cầu thang nha. Đây cũng có một cái biểu tượng như này các bạn. Thank you.
Thank you.